Yeah. Man, có thể mày đang cảm thấy thật dã rời và man, muốn cuốn và hút một lần thật đã đời và man, mày vẫn đang tìm một tia sáng nơi xa, nhưng khi cơ hội đang đợi ở ngoài cửa thì bản mặt mày lại chẳng dám phơi ra. Tao vẫn biết mày luôn giàu cảm xúc, rồi tin lời phản phúc của bọn nhằm đặt điều, đến khi mày tàn sức càng ngày mày càng tức, và càng lúc mày càng khóc thật nhiều. Trời ạ, mày vẫn còn rất khờ khi mà tự giam mình trong những suy nghĩ điên, vì họ thấy mày làm tốt thì bất ngờ, còn khi mà mày thất bại là điều dĩ nhiên, nên đôi khi mày muốn phân hủy. Ôi thằng này sao nó hâm nhỉ, kể cả thua bàn đau vẫn phải tiếp tục, lời đam mê chưa tàn đâu hằng còn âm ỉ. Là một thằng đàn ông thì mày phải biết rằng chuyện gì cũng sẽ có cách giải quyết. Nếu một ngày mà mày không còn mãi miết thì cứ việc ngồi đấy mà nghe tao lại nhảy tiếp. Tao đã từng hứa nhưng lời này sẽ không nói với ai, chút cảm xúc chất chứa nếu mà kể hết chắc phải nói tới mai. Khi bản thân mày muốn hủy hoại, đâu còn tin vào đôi chân mày muốn ỉ lại, vẫn luôn là thằng nhóc lúc nào cũng khôn nhà, nhưng ra ngoài bôn ba mày vẫn chỉ dại. Và tao muốn mày vui cười, không muốn mày ngu người, nên lần này tao đành phải viết lách vài dòng. Biết cách cố gắng, biết cách nỗ lực thì bản thân mày cũng phải biết cách hài lòng. Còn gia đình và bạn bè, đã lần nào mày nghĩ tới họ mà vội khóc. Mày cứ việc của mình là gánh nặng, nhưng đừng biến người thân mày thành sợi tóc. Man, tao vẫn cầm bút với đôi bàn tay lạnh và man, vẫn luôn muốn có ai đó ở ngay cạnh và man, tao cứ tìm cách làm cho họ xây hình bóng, tao cứ tìm cách để dựng xây tổ ấm mà lại quên không giữ cho bàn tay mình nóng. Đôi khi còn không có mặt lúc tụ tập vì sợ mình sẽ trở thành kẻ ngang chân, sợ đối mặt sự thật là tao chưa thể tự lập, chỉ biết tự mình quan tâm bằng vài lời than thân. Chính tao đã tự mình cản chân, thành như tao còn có thể giảm cân, vậy tại sao mà tao không thể nào làm giảm đi chút gánh nặng của bản thân. Tao đã quá quen với những phần sập sệ, tao đã quá quen với những lần thật tệ, tao đã quá quen với việc phải cầm cự nhưng lại không hề quen với việc cầm giọt lệ, nên là đôi khi nhớ đến lúc đôi mi từng ngập giọt nước mắt. Tao phải cảm ơn vì nó cuốn trôi đi những mần ngọt trước mắt, bởi vì có những người đã lấy cả trái tim trao khi mà tận mắt tao nhìn thấy mà lại im sao. Kể từ lúc tao bắt đầu sau bao lần phụ lòng, họ vẫn luôn ở đấy và luôn tin tao. Nhiều thằng thấy tao gục thì rất đã, nhưng mà điều đó làm tao cao hứng thêm. Nếu có thể cười khi thấy tao vấp ngã thì cũng có thể mếu mặt khi mà tao đứng lên. Cố gắng vì bản thân và gia đình, vì những người anh những thằng em tao, kể cả những người theo dõi ở xa mình có thể tự hào khoe họ là fan tao. Và tao cứ viết như một kẻ hâm, dù đâu là nơi mà tao là sao thì chẳng cần biết, chẳng cần để tâm, vì đây là nơi mà ta là tao.